Rồi bây giờ mình sẽ gắn vô ha, và gác lên như thế này đó, thì các bạn thấy nó cũng tương tự vậy thôi. Thì sau khi mà nấu thực phẩm xong thì các bạn cũng dùng cái cây này để mà các bạn lấy ra ha, hoặc các bạn để nguội thì các bạn có thể dùng tay để lấy ra rất là dễ dàng. Thì khi các bạn lấy ra thì các bạn lưu ý lấy bên phần tay trái trước nha, rất là tay trái trước đó, và lấy ra một cái thanh để mà giữ cái khoảng cách từ cái nồi chúng ta cho đến cái tường, trong trường hợp là chúng ta đẩy sát cái nồi vô tường ha. Tuy là nó đã có hai cái phần nhựa ở đây để cản rồi, nhưng mà thực chất hai cái phần nhựa này nó không có đủ, cái khoảng cách dưới tường nó không có quá xa, thì các bạn sẽ gắn cái phần này lên và các bạn bắt ốc vô đây ha. Thì nó khi mà các bạn đẩy sát cái lò này vô tường đi chăng nữa thì nó vẫn giữ khoảng cách đây, và cái lỗ thoát hơi ở đây ha. Thoát hơi ở đây thì nó sẽ tránh được cái trường hợp mà nó sẽ bị kín cái chỗ này đi. Hôm nay Kinh Hoa Việt Nam sẽ giới thiệu mọi người một cái mẫu sản phẩm lò chiên nướng không dầu của thương hiệu Hygood với cái mã là S20 ha. Thì mình xin nói sơ một số thông tin về sản phẩm. Thứ nhất là về cái công suất của máy sẽ là 1700W và cái dung tích của lòng nồi sẽ là 14.5 lít ha. Thì cái nhiệt độ của máy sẽ từ 40 cho đến 220 độ C và cái thời gian chế biến lên tới 60 phút ha. Tuy nhiên với chức năng là sấy thì có cái thời gian nó thể lên đến được 8 tiếng mọi nha các bạn. Máy sẽ có 16 chế độ cài đặt sẵn và rất là nhiều phụ kiện đi kèm theo. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem là bên trong thùng sản phẩm sẽ bao gồm gì. Khi mở hộp sản phẩm chúng ta sẽ có một số cái phụ kiện như sau. Thứ nhất chúng ta sẽ có một cái lồng nướng nè. Thì ở đây chúng ta có thể là chiên khoai tây hoặc là rang rác loại đậu nè. Chúng ta có ba cái vỉ nướng nè các bạn ha. Đây, một vỉ sâu, một vỉ bằng ở đây và một cái vỉ cái khay nó rất là thưa ở đây. Rồi chúng ta có một cái khay hứng dầu mỡ hoặc là các bạn có thể làm cái khay nướng bánh cũng được. Thì đây các bạn nó sẽ có một cái lớp là chống chảy xước nha các bạn. Toàn bộ các phụ kiện đây đều bằng inox anh nha. Thì có một lớp chống chảy xước thì khi các bạn sử dụng thì các bạn nên tháo cái lớp ni lông này ra ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có xiên nướng và cái bộ phận để mình gắn xiên nướng lên nó sẽ bao gồm những thứ này. À, rồi trong trường hợp chúng ta muốn nướng những con gà nguyên con hoặc là những cái tảng thịt lớn hoặc là con vịt hoặc nói chung là nướng những cái món ăn lớn mà cần quay chẳng hạn thì chúng ta sẽ có cái bộ phận kẹp như thế này. Thì cái bộ phận xiên nướng cũng như là cái lòng nướng hoặc là cái phần bộ kẹp nguyên con gà như thế này thì chúng ta sẽ dùng chung với một cái cây thăm như thế này để nó đảo quay ha, nó quay ở trong cái lòng nồi. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái bộ phận để mà lấy ra những đồ ăn ra, ví dụ như thế này, đây nó sẽ gấp như thế này ha, để mình lấy ra hoặc là lấy những cái khay nướng ra. Ngoài ra thì hãng sản xuất cũng kèm theo chúng ta một cái bộ găng tay ha, bộ găng tay chống nóng. Thì có cái bộ găng tay này rất là tiện dụng ha, các bạn có thể đeo vô và lấy những cái khay bánh ra rất là dễ dàng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng kèm theo một cái phiếu bảo hành bên trong ha. Rồi một phụ kiện kèm theo mình thấy rất là hay là một cái bộ phận để kê cái cách, cái khoảng cách của cái máy cách cái chân tường ha. Thì khi mà có cái bộ phận này, khi các bạn đẩy sát máy vô bên trong tường thì nó sẽ hở một khoảng như thế này ha. Thì nó sẽ có một cái phần thoát hơi ở phía sau máy. Thì khi mà các bạn gắn phụ kiện này vô thì nó sẽ tránh cái việc là cái phần thoát hơi ở phía sau máy nó bị bịt bởi sát bức tường. Nói về kích thước của sản phẩm ha, thì kích thước về chiều ngang chúng ta sẽ có chiều ngang là nằm ở khoảng 34 cm các bạn. Chiều sâu tính luôn cái phần tay nắm cửa là nó rơi vào khoảng tầm 37 ha. Và cái chiều cao của máy, chiều cao của máy là khoảng 38.5 nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đo thêm cái kích thước của cái bộ phận mà để mà chúng ta cách khoảng cách vô tường ha. Thì nếu chúng ta thêm cái bộ phận này thì nó sẽ cái khoảng cách vô tường nó khoảng tầm 9.5 cm nha các bạn. Thì đó thì mình nói là một cái bộ phận nó có thể giúp cho chúng ta cách cái khoảng cách cái máy vô tường cũng như là giúp cho cái máy nó sẽ thông thoáng hơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói qua một số cái phụ kiện đi kèm máy ha. Trước tiên thì mình sẽ nói về cái vỉ nướng. Thì đi kèm máy chúng ta sẽ có ba cái vỉ nướng như thế này và một cái khay hứng dầu mỡ. Thì cái khay hứng dầu mỡ thì các bạn sẽ để dưới thùng ở dưới đây nha các bạn. Đây như đây, như mình để đây. Và tiếp theo thì các khay nướng thì các bạn có thể để như thế này đây. Thì các bạn có thể để theo cái nhu cầu của chúng ta ha, tùy theo cái loại thực phẩm cao thấp như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ có ba cái rãnh để mà chúng ta để những cái vỉ nướng này vô. Thì trong trường hợp đó thì các bạn có thể sắp xếp tùy theo cái cách mà các bạn nấu ăn như thế nào cho nó phù hợp nha các bạn nha. Theo là cái bộ phụ kiện để xiên nướng, và ví dụ như là gà nguyên con chẳng hạn, thì các bạn để ý là ở trên cái bộ phận xiên nướng này thì nó sẽ có bao gồm là hai con ốc ha. Thì hai con ốc này nó sẽ dùng chung cho cái lồng nướng cũng như là cái vỉ mà để các bạn là gắn những cái xiên nướng lên ha. Thì trước tiên thì các bạn nhớ xả con ốc này ra ha, xả những con ốc này ra đây, và sau đó thì các bạn gắn ví dụ như gắn con gà vô giữa đây và bắt đầu đưa cái phần này vô đây ha, các bạn để ý ha, xiết con ốc lại. Rồi tương tự như bên đây cũng vậy ha. Đó, thì các bạn sẽ xiết lại và nó sẽ giữ chặt cái con gà hoặc là con vịt hoặc là những cái tảng thịt lớn của mình bên trong nồi ha. Thì các bạn lưu ý ở hai cái đầu nó sẽ có những cái phần khuyết như thế này ha. Thì cái phần khuyết như thế này thì các bạn phải chừa ra, nó sẽ có hai phần khuyết lớn nè, một phần khuyết lớn đây và một phần khuyết nhỏ đây. Thì các bạn nên chừa hai cái phần khuyết lớn ra để khi chúng ta sử dụng cái dụng cụ mà lấy những cái khay, những cái vỉ nướng hoặc những khay nướng này ra rất là dễ dàng ha. Thì các bạn nhớ chừa hai phần này ra ha,
Rồi thì sau khi các bạn siết ốc chặt lại xong, giữ chặt con gà hoặc là cái thực phẩm của chúng ta rồi, thì mình sẽ gắn vô ha. Thì gắn vô thì các bạn lưu ý là mình sẽ có một cái đầu, nó sẽ có hai cái phần khuyết vô như thế này, thì các bạn nó sẽ nằm ở bên phía bên đây của lò ha. Rồi trước tiên thì ta sẽ bỏ vô, thì phía bên trong lò ở đây nè, nó sẽ có một cái lỗ, nó sẽ chứa cái bộ phận để mà sẽ giúp xoay được cái thanh này ha, xoay cái thanh này. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ gắn vô bên đây trước đó, sau đó chúng ta sẽ gác cái thanh này lên trên đây ha, gác cái lên thanh này lên trên đây thì nó sẽ nằm như thế này ha các bạn ha. Rồi khi mà chúng ta nấu thực phẩm xong rồi thì chúng ta sẽ dùng cái bộ phận để mà lấy thực phẩm ra. Thì các bạn để ý nó sẽ có hai cái đầu móc như thế này ha, mình sẽ móc vào hai phần khuyết vô lớn ha, hai phần khuyết vô lớn và sau đó lấy ra đây. Rồi tương tự với cái phần xiên nướng con gà nguyên con hoặc là những cái tảng thịt lớn ha, thì chúng ta sẽ có một cái lồng như thế này, thì cái lồng này nó cũng sẽ sử dụng cái thanh để quay chung và hai con ốc đây cũng sẽ chung với cái phần xiên nướng kia. Thì các bạn lưu ý là nhớ giữ lại những cái phần này tránh trường hợp mà nó sẽ bị thất lạc ha. Rồi thì trước tiên chúng ta sẽ xỏ cái cây này qua cái lồng này như thế này ha. Đó, thì các bạn xỏ theo chiều nào cũng được hết, thì nó sẽ có một, nhưng mà cái phần này người ta sẽ sử dụng giết một con ốc thôi nha các bạn. Đó, chỉ giết một con ốc thôi, thì các bạn bỏ vô, thì các bạn theo cái chiều nào mà cho nó phù hợp thôi. Ví dụ như mình theo chiều này đi, thì cái phần mở đi ra ở đây nè, nó sẽ thuận chiều như thế này ha. Rồi mình sẽ đóng lại ha. Bây giờ mình sẽ xiết con ốc ở phía bên đây. Đó, các bạn xiết con ốc lại nha. Cái này mình nghĩ là các bạn cũng có thể ra ngoài tiệm điện nước á, kiếm một con ốc tương tự, thì chúng ta có thể dùng tô vít vặn á, thì nó sẽ dễ dàng hơn ha. Khi chúng ta bằng tay này. Rồi thì sau khi làm xong thì chúng ta có thể mở ra và đổ thực phẩm bên trong ra, ví dụ như là khoai tây chẳng hạn hoặc là những cái loại đậu ha. Rồi thì chúng ta cũng gắn vô ha, gắn vô như thế này. Đặt vô thì các bạn lưu ý là cái phần mà có hai phần khuyết nó sẽ nằm bên phía bên tay trái của các bạn ha, còn phần một phần khuyết sẽ nằm bên phía tay phải và gắn vô cái bộ phận xoay. Rồi thì bây giờ mình sẽ gắn vô ha và gác lên như thế này. Đó thì các bạn thấy nó cũng tương tự vậy thôi. Thì sau khi mà nấu thực phẩm xong thì các bạn cũng dùng cái cây này để mà các bạn lấy ra ha, hoặc các bạn để nguội thì các bạn có thể dùng tay để lấy ra rất là dễ dàng. Thì khi các bạn lấy ra thì các bạn lưu ý lấy bên phần tay trái trước nha, gấp bên phần tay trái trước đó và lấy ra. Nó sẽ như thế này ha các bạn ha. Tiếp theo chúng ta sẽ tới cái bộ phận là những cái xiên nướng như thế này ha. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp những cái xiên nướng ở đây vô cái hai cái vòng như thế này ha. Thì trước tiên thì chúng ta phải lắp hai cái vòng này vô trước ha, hai cái vòng này vô trước. Đó, thì các bạn lắp bên nào cũng được. Thì sau đó các bạn sẽ siết ốc lại ha. Các bạn lưu ý nhớ siết lại hai cái ốc nha. Hai cái ốc này sẽ dùng chung cho tất cả những cái phần mà dưới sử dụng chung với cái thanh quay này. Rồi, các bạn sẽ siết siết cho ha. Các bạn có thể đo cái chiều dài của cái phần này ha để mà lắp cho nó phù hợp. Rồi thì sau khi lắp xong nè, mình sẽ lắp nốt phần bên đây. Các bạn lưu ý đừng lắp xa quá nha, xa quá thì các bạn không gắn những cái thanh xiên lên được đâu. Rồi đó thì siết lại ha, chúng ta siết lại. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ gắn những cái thanh xiên này lên. Những cái thanh xiên này các bạn để ý nó sẽ có một đầu như thế này ha, nó sẽ kẹp vô phía bên đây. Thì các bạn sẽ xỏ một cái đầu qua bên đây, qua những cái lỗ ở đây ha. Sau đó thì các bạn sẽ đưa cái này vô, bẻ bóp nó vô ha. Đó, bỏ nó vô thì nó sẽ nằm ở đây tương tự những cái thanh còn lại ha. Còn khi lấy ra thì các bạn bóp và xoay ra là các bạn có thể tháo ra được rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vô lò ha. Thì tương tự như cái những cái phụ kiện khác thì các bạn bỏ vô lò, các bạn không để ý là ở đây sẽ có phần hai phần khuyết nha, nó sẽ nằm phía bên tay trái và các bạn bỏ một phần khuyết vô trước đó, vô cái đầu mà để xoay đó. Rồi chúng ta sẽ bỏ vô, nó sẽ xoay ha, nó sẽ xoay trong lò. Sau khi sử dụng xong thì các bạn cũng lấy cái bộ phận này để mà chúng ta lấy cái này ra và lấy từ bên trái trước như bạn, nhất từ bên trái ra trước, nghiêng ra và chúng ta sẽ lấy được cái phần này ra ha. Rồi khi tháo ra thì các bạn cũng bóp và xoay ra là xong ha. Thì một phụ kiện mình thấy rất là hay cho cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ là một cái thanh để mà giữ cái khoảng cách từ cái nồi chúng ta cho đến cái tường trong trường hợp là chúng ta đẩy sát cái nồi vô tường ha. Tuy rằng nó đã có hai cái phần nhựa ở đây để cản rồi, nhưng mà thực chất hai cái phần nhựa này nó không có đủ, cái khoảng cách với tường nó không có quá xa, thì các bạn sẽ gắn cái phần này lên và các bạn bắt ốc vô đây ha. Thì nó khi mà các bạn đẩy sát cái lò này vô tường đi chăng nữa thì nó vẫn giữ khoảng cách đây và cái lỗ thoát hơi ở đây ha. Thoát hơi ở đây thì nó sẽ tránh được cái trường hợp mà nó sẽ bị kín cái chỗ này đi ha. Thì tốt nhất thì các bạn, mình nghĩ các bạn nên gắn này vô. Còn trong trường hợp các bạn để một cái khu vực thông thoáng ha, không có quá sát tường thì các bạn không cần gắn thêm phụ kiện này. Rồi thì đây là xung quanh của cái mẫu lò chiên nướng không dầu của thương hiệu Hygood với cái mã là S20 nha các bạn. Thì xung quanh của máy sẽ là kim loại sơn tĩnh điện nha các bạn ha. Chúng ta sẽ có một cái mặt kính phía trước ngay phần cửa ha. Tay nắm thì chúng ta sẽ có kết hợp giữa nhựa và inox ở đây. Đó, inox phay xước nha các bạn. Rồi chúng ta bên trong khoang lò ở đây ha. Thì hiện tại mình đã để sẵn một cái vỉ nướng cũng như một cái lồng quay ở trong đây ha. Rồi tiếp theo là cái bộ phận bảng điều khiển. Thì tới phần bảng điều khiển thì chúng ta có một cái màn hình hiển thị nhiệt độ ở đây, bao gồm là nhiệt độ và thời gian ở đây ha. Chúng ta sẽ có một 16 chức năng cài đặt sẵn ở đây ha. Rồi chúng ta sẽ có một thêm một số phần ở đây, có như là nhiệt độ, thời gian, chiếu sáng nè, chế độ điều chỉnh nè, nguồn nhiệt trên, nguồn nhiệt dưới, quay và hẹn giờ ha. Thì chúng ta sẽ có một cái phím
xoay điện tử nha các bạn, và một cái nút nhấn điện tử ở đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi sâu hơn vào những cái chức năng của máy. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói về những cái chức năng trên cái bảng điều khiển của cái mẫu lò chiên nướng không dầu Hygood S20 này ha. Thì trước tiên thì mình sẽ kết nối nguồn điện trước ha. Thì các bạn kết nối nguồn điện vô thì các bạn sẽ nhấn nút on off ở đây. Đó, nó sẽ mở máy lên ha. Thì cái nút này nó sẽ có nhiều cái tính năng bên trong đây, ví dụ như là tắt máy nè, mở máy nè, hoặc là bắt đầu cái chức năng nào đó ha. Rồi thì trước tiên thì mình sẽ mở máy lên và các bạn sẽ xoay cái nấm điều chỉnh này ha. Trong trường hợp tất cả những cái đèn đây không có sáng thì các bạn nhấn một lần nữa nó sẽ tắt máy ha. Còn khi cái đèn này sáng lên đó, và các bạn xoay chọn ha. Đó thì các bạn sẽ chọn nhiều chức năng, chúng ta sẽ có nhiều chức năng ở đây, tổng cộng là 16 chức năng cài đặt sẵn. Thì bây giờ mình sẽ mình đang gắn sẵn một cái lồng quay ở đây ha. Lồng quay ở đây thì mình sẽ, ví dụ mình sẽ làm cái món là khoai tây chiên đi. Đó, mình sẽ làm món khoai tây chiên. Đó thì sau khi mình chọn khoai tây chiên xong thì mình sẽ bấm chọn nhiệt độ ha, là mình sẽ xoay tiếp nha. Đây một cái núm điện tử đó, tại sao mình nói đây một núm xoay điện tử là nó rất là đa năng. Thì mình sẽ chọn cái nhiệt độ, đây mình sẽ chọn nhiệt độ là 140 đi ha. Sau đó mình sẽ chọn thời gian, đó nó chớp ở chỗ nào thì mình sẽ xoay để mà mình điều chỉnh cho phù hợp ha. Mình sẽ chọn khoảng đây. Rồi ok, mình chọn như thế này đi. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn cái, mình sẽ nhấn bắt đầu luôn ha. Mình sẽ nhấn bắt đầu luôn. Thì với những cái chức năng cài đặt sẵn ở đây, với những cái chức năng cài đặt sẵn ở đây thì họ sẽ quy định cho mình một cái khoảng nhiệt độ cũng như một cái khoảng thời gian phù hợp ha các bạn ha. Thì đó là những cái chức năng cài đặt sẵn. Trong trường hợp các bạn muốn, không muốn sử dụng chức năng cài đặt sẵn thì các bạn có thể tham khảo qua chức năng chế độ tùy chỉnh. Thì khi mà chọn chế độ tùy chỉnh thì mình chọn được nhiệt độ nè, thời gian nè, đó mình chọn nguồn nhiệt trên hoặc nguồn nhiệt dưới nè, chúng ta muốn quay hay không ha. Đó thì đó là những cái mà chúng ta cần lưu ý. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói về cái chức năng chế độ tùy chỉnh ở trên cái máy lò chiên nướng không dầu S20 của thương hiệu Hygood ha. Thì trước tiên chúng ta sẽ mở máy lên ha, chúng ta sẽ chọn chế độ tùy chỉnh ở đây. Và khi ở với chế độ tùy chỉnh thì chúng ta sẽ tự chọn cái thông số là nhiệt độ và thời gian ha. Thì trước tiên chúng ta sẽ nhấn vào nút nhiệt độ. Đó thì các bạn thấy nhiệt độ đang chớp ha, thì mình sẽ chọn lên 150 ha. Và cái thời gian đó nó sẽ chọn, ví dụ như mình chọn là khoảng 15 phút đi ha, 15 phút đi. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn nguồn nhiệt đi, mình sẽ chọn nguồn nhiệt trên và dưới luôn. Bây giờ mình muốn thực hiện chức năng quay luôn, mình nhấn nút quay, nhấn vô cái chức năng quay nó sẽ sáng đèn lên các bạn ha. Và mình sẽ nhấn bắt đầu. Đó thì các bạn thấy là khi các bạn nhấn bắt đầu rồi thì nó sẽ theo cái nhiệt độ, thời gian cũng như là cái loại nguồn nhiệt cũng như là có chức năng quay thì các bạn sẽ thấy bên trong lò nó sẽ quay ha. Thì bây giờ mình sẽ thử chức năng chiếu sáng ha. Đó thì mình nhấn chiếu sáng thì bên trong cái khoang lò nó sẽ sáng lên, thì các bạn sẽ để ý là cái lồng bên trong đang quay ha. Rồi mình tắt chiếu sáng đây nè. Đó các bạn thấy rồi. Về cái chức năng hẹn giờ thì chúng ta sẽ có như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ chọn chức tắt đây nè, mở máy lên nè. Mình sẽ chọn cái bò bít tết đi. Chọn bò bít tết đi. Mình sẽ chọn hẹn giờ. Hẹn giờ thì nó sẽ cho mình điều chỉnh mình mong muốn là, để mình coi nó sẽ như thế nào ha. Đây, nó hẹn giờ lên đến 5 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè. Đó thì nó cho mình hẹn giờ lên đến 10 tiếng nha các bạn. 10 tiếng, 9 tiếng 50 phút ha. Đó, 9 tiếng 50 phút. Rồi, thì bây giờ mình hẹn giờ thì bây giờ mình muốn là mình sẽ hẹn nó rơi vào khoảng ít thôi. Nó tối thiểu là 10 phút rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ nhấn. Đó, mình chọn nhiệt độ đi. 160 đi, thời gian là 5 đi. Đó. Mình nhấn bắt đầu. Thì các bạn lưu ý là khi các bạn chọn hẹn giờ và các bạn chọn 10 phút thì nó sẽ đếm ngược cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chờ một chút cho nó đếm ngược lại ha. Thì nó đếm ngược, bây giờ bạn hẹn 10 phút. Thì ở đây cái chức năng hẹn giờ mình có thể hiểu như thế này, có nghĩa là khi các bạn ướp thực phẩm, như các bạn muốn chờ cái loại thực phẩm nó ở bên trong máy, nó ngấm vô bên trong cái gia vị, nó ngấm bên trong thực phẩm ha. Thì nếu mà các bạn không có nhiều thời gian thì các bạn sẽ bỏ vô sẵn ở trên vay nướng, như khay nướng như thế này, và các bạn bỏ vô luôn bên trong máy ha. Thì nó sẽ, và các bạn hẹn, ví dụ như bạn muốn là ướp thực phẩm trong vòng 30 phút, hoặc là ví dụ như mình là 10 phút đi, thì các bạn sẽ ướp thực phẩm và xiên bỏ đi thẳng như bên trong máy luôn, và các bạn hẹn giờ 10 phút. Thì sau khi đó 10 phút thì cái gia vị nó đã ngấm bên trong thực phẩm rồi, thì các bạn cái máy tiến hành, nó sẽ tiến hành thực hiện cái chức năng đó, chạy chức năng. Thì mình nghĩ nó sẽ, đó là cũng như là, đó là một cách ví dụ mình sẽ nói cho các bạn hiểu đơn giản về cái cách hẹn giờ như vậy ha. Thì cái thời gian hiện giờ của cái máy này tối đa là 9 phút 50 giây ha. Đó thì các bạn thấy là hiện tại nó đang đếm ngược rồi, đang đếm ngược về 9 rồi nè. Đó thì khi mà sau khi đếm ngược xong thì nó sẽ tiến hành hoạt động ha. Thì bây giờ mình chờ một chút để coi là sau khi đếm ngược khoảng 10 phút sau thì nó sẽ hoạt động như thế nào ha.
Đó thì các bạn cũng đã thấy, thì sau khi mà cái quá trình mà đếm ngược thời gian 10 phút hết thì bắt đầu nó sẽ thực thi cái chức năng này với cái nhiệt độ là 160 độ C và thời gian nãy mình đã cài sẵn là 5 phút ha các bạn ha. Đây là video giới thiệu về cái mẫu sản phẩm lò chiên nướng không dầu của thương hiệu Hygood với cái mã là S20. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Kinh Hoa Việt Nam. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và chia sẻ. Xin cảm ơn.